qua chừng cua đồng, chưa nắng cua đồng nó bò lên. Trời nắng nóng á, nhiệt độ trong nước tăng cao nó ở dưới ruộng không nổi rồi nó bò lên. Quá chừng cua đồng luôn, mỗi năm đâu có nhiều như vậy mà năm nay ở đâu mà nó sinh ra quá nhiều cua đồng luôn. Những cái đám ruộng kế bên đây á, người ta xịt thuốc cua đồng với thuốc cá nên nó hôi, thuốc hôi quá cua đồng ở không nổi, nó qua bên đây nó sống. Các bạn mình xem đây quá chừng nhiều cua đồng đó đó, có một chú cua đồng già đang bò đó, cua đồng chúa. Đây có một con cua đồng đang núp núp vô đây nè, núp đây mát khoái nó ở trong đây nè. Quá chừng cua đồng kìa bác, đã gật luôn rồi. Chưa có năm nào mà cua đồng mà nhiều tới cỡ như vậy đó. Cua đó để cua ăn mẹ. Cá nó cũng dòm xuống đây nè, mấy con cá phi con đó, nó dòm xuống ngay đây, tại vì ngay chỗ này là có cái trũng, cá nó dòm xuống đây nè đó. Khu vực này á, là có bóng cây mát nữa nên cá cua đồng nó dòm lên đây nè. Cua đồng này mình ăn không được tại vì người ta có rải thuốc á, đồng có dính thuốc mình không có ăn được, chứ không Ăn hình được chứ. cua đồng này nấu bún riêu rất là ngon. Con đồng này nó muốn kêu ngon lắm. Cô. Quá chừng luôn. Con cua đồng này già dữ lắm rồi nè. Cua đồng này mình có thể nấu canh, nấu riêu hoặc là mình đem mình cháy sả ớt ăn cũng được. Nhưng mà do tại cua đồng này ở đây người ta rải thuốc ở bên cái ruộng kế bên nó bò qua nên mình không có ăn được. Cá nó quợn ở dưới đó, nó nổi quá chừng. Đây có một số con cua đồng đang núp trong đây, nó làm ổ trong nè. Chưa bao giờ mà thấy cua đồng mà nó nhiều tới cỡ như vậy á. Đây bên này con rất là nhiều. Chưa nắng dưới nước nóng quá nó ở không được, giờ nó đeo theo cái miếng gò. Những cô đồng này đang kiếm đường đang đi vô trong đây núp bóng rồi đó. Có nhiều con bò lên tới gò luôn nè. Quá chừng cua đồng luôn, đây ăn luôn mà, đặt mấy gò luôn. Ủa, đó.
Những con cua đồng này đang tìm cách để lên bờ nữa nè. Sao mà năm nay cua đồng nhiều quá chừng dữ đi. Chứ mọi năm thì cũng nhiều nhưng mà đâu có dữ vậy. Cua đồng thấy ngợp thở rồi chứ. Nè bắt đầu nó mồi vậy nè. Đó. Cua đồng lớn cũng có mà cua đồng nhỏ cũng có nữa. Nhiều vô kể luôn. Ở đằng kia có cua đồng lớn nữa. Cua đồng vậy mà má cua đồng giống cua đồng nuôi quá mà. Quá chừng luôn á. Nhìn giống như mình nuôi nó vậy đó. Ôi đó coi. Thấy ngợp thì chứ. Đâu có bao giờ mà cua đồng như mà dữ dằn vậy nè. Này mà ăn được bắt như đây ăn cũng ngon lắm nè. Giờ thuốc không đâu, đâu có dám ăn. Mà nhìn cả ngọt. Mà thấy khủng bố luôn, ờ bớt. Trời ơi. Trời ơi, thấy rung luôn. Cua đồng bự có, nhỏ có gì đâu. Mà ở đâu dòng họ cua đồng nó tụ hợp là hết. Làm sao á? Một con cua đồng đứa cái trứng. Một con cua đồng như vậy là nó đẻ ra khoảng cầu cả trăm con á. 100-200 con thì đâu nhiều trời lắm. Trời đất ơi quá trời luôn rồi, thấy hết nói rồi. Con khủng bố luôn, bữa qua con thấy ra con thấy con hết hồn. Cười. Con nói mấy năm nay đâu có bao giờ mà thấy cô đồng nó kiểu vậy.
Thì trời mưa cũng nổi nước rồi, cũng như mỗi năm cũng vậy, mưa xuống rồi có nước rồi vậy mà đâu. Có mấy con cua đồng già nó đẻ ra là chứ không đâu á. Thì đó, ở trong hang nè, đó. Đó. Rồi đó cô thấy trên này là nó có mấy con cua đồng bự nè. Nè. Trời ơi, cái con già này nè là nó đẻ nè. Này mà nước cạn lội bắt đã luôn à. Như đây mà gặp ăn được là bắt như đây hả, ăn cầu cả tháng á. Mà chắc lắm, bơ ngoài nước mạ rồi bắt hay tách ra chắc lội hả. À. Ngon lắm mà giờ sao dám ăn, thuốc không người ta rải thuốc nó qua sao dám ăn. Xịt thuốc không bên cửa chính mới xịt qua đó, qua đây đó. Bởi đâu dám ăn. Quá trời luôn. Ui khủng bố luôn à, trời ơi quá chừng luôn. Cô đồng thấy ngợp luôn á. Mấy vùng dưới không biết có giữ gì hơn á. Người ta rải thuốc hết, nó chết hết, không có còn nổi đâu. Cô nè, nằm ở chỗ này nè. Nè, thằng đây nè. Nó bù đây, cái thằng đây nè mà không thấy á. Nó ra, nó nhảy xuống này, chứ thôi, lắm. Mình ngồi im hơn, nó bò lên nữa hả? Cô coi nó vẫn đeo thêm miếng gò kìa. Thấy ngợp thở luôn à. Nè, như đây mà mốt rải giống xuống nữa, nó quất đã luôn á. Cái này mà ngâm nước chuyện đêm rồi rồi. Thấy đó nó khỏe không? Khi mà rải giống xuống thì bà con phải rải thuốc từ cua đồng với lại ốc và cá nữa, chứ không thôi là sáng ra là còn nắm đất không, không có một cọng giống nữa. Wow, giờ trời mát nó bớt á. Ở ngoài nắng quá nó chịu không nổi nó mới chui vô trong đây nè. Khủng bố, con thấy con ngợp luôn mà. Đây nè, đây nè, đây nè, khủng bố luôn nè. Hồi ai mà thấy cái mấy cua đồng ruộng mình không thấy không sợ nữa thôi. Đó. Bà con thấy cua đồng gì mà con ngợp chưa từng thấy khi nào nó dữ. Bà con thấy cảnh cua đồng hết nói. Ở vùng quê của mình sao mà cua đồng dữ đâu. Quê gì năm ngoái rồi mấy năm nay có đâu, dữ vậy có mà ít. Này hết nó nổi luôn. Trời đất ơi. Đùa nhau giỡn. Cái này mà nước cạn bị nhiều nước quá bắt không có được. Cái này mà nước cạn lộ xuống này. Cái này khủng bố nè. Nó mà cạn gom nước lại chỗ này nè. Cá nữa, con thấy đằng đẳng có cá quận. Đó, đó cá, cá đó. Cá phi, đó, còn cá phi nè. Cá bự ghê luôn á. Cái chỗ này để mua cá lóc. Cá còn cẩn nữa. Ôi, hồi nãy con thấy nó quận đằng kia quá chừng, để con mua cần câu về cần câu thử nó ăn không. Em ai nhớ mua cần câu đi. Về câu thử à. Còn mấy cá nó ăn không, chứ bữa con thấy quận nhiều lắm. Con rồi cho bà con coi cua đồng hết nó nổi luôn mà. Nhiều cua đồng đây mà không thể nói nó quất sạch cái đám đất của mình luôn. Mình rải mà rải giống mà bà không rải thuốc biết chứ nó đùm luôn à. Quá là tai hơn. Hồi đã cô chưa từng thấy năm nào mà vậy ta. Quá trời cô ra xuống rồi kìa. Ngợp luôn. Luôn nè ngồi im im lắc nó lên nữa nè. Im im lắc lắc rồi nó bò xuống hết. Nè, đây nè, có cái ông già trong đây nè. Ông già núp trong hang nè. Thì đó, nó trong hang, nè. Nó khô rồi, nó vô hang, đó, 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 cái con già già này là nó đẻ rồi nè. Lẹ quá chừng á. Bắt đầu mất mấy cái con nội bao nhiêu cua đồng đây mà nó đẻ ra một cái không biết bao nhiêu con là nổi luôn á. Trời đất ơi, ai bao nhiêu đây người ta thuốc người ta ấy dưới đầu để vậy sao bằng ruộng vậy thôi gây xả làm chi. Bỏ quan luôn chứ xả gì cua đồng không mà không thuốc xuống rồi sao mà mặn. Trời ơi ngợp thiệt. Đeo hết luôn ngoài cột nhỏ rồi kìa. Ông đó một con cua đồng tính vô hang nè. Con cua đồng già nè. Cái con này nó đẻ ra rồi hay gì á. Đâu. Con già đó đó. Nó đẻ hết rồi, nó đẻ nó mới ra cua đồng con dữ vậy nè. Cái con già đó đó nó đẻ ra đó. Này không biết tối sôi được không mà nước nhiều quá không thấy. Ban đêm nó đi tán lạng sao mà sao thôi được. Nè đó, cua đồng già đó. Cua đồng này nấu bún riêu rồi ăn tuyệt vời. Để bắt đi, bắt nấu bún riêu đi. Chắc gì lắm. Ghê thiệt chứ. Cua đồng bự làm sao ta chụp nó ta. Nó kẹp dữ lắm, cua đồng nhỏ không đỡ. Cua đồng nó có cái vợt á. Có vợt. Trời đó, cứ chưa từng thấy mấy năm nay nói đầu dữ vậy nè. Để mai mua con câu về câu thử coi có con cá là ăn không. Cô, đưa đi tôi câu. Buổi trưa nắng cá rồi nó cũng dòm xuống mấy cái trũng này nè. Xuống trũng có 5 cá rô cũng quá chừng 5 cá rô nhỏ nhỏ. Cá rô có phi gì có. Đặt gạch luôn nhớ không kỳ đây nè. Dôm nhôm nhôm lên cái lúa đầu.
Có kìa, có chốt nữa. Được rồi đó, mấy năm trước á thì mình cấy cái nó đỡ giờ xả nè mấy chưa đỡ thì cấy mà. Hồi ôi khủng hoảng thật chứ. Quá rồi, cô đồng bự ghê không? Nó nói cô đồng. Mấy con già này nè, đẻ dữ lắm. Xuống rồi, mát rồi, trời nắng á. Giờ bớt rồi đó. Giờ trời mát rồi đó, cô đồng. Buổi chiều mát là không thấy con nào ở đây đó. Tại giờ nắng nó nóng quá, nó bò vô. Chuẩn bị vô hang đó. Cái con này đang chuẩn bị vô hang nè. Bắt nó. Để nó lúa gì lắm á. Hết nó nổi luôn. Con bé nhỏ trời, cái vừa có ra. Đây gì kỳ vậy con? Cái bộ giò lắm mềm luôn. Con lấy anh hai bạn. Trời ơi. Cười. Cười. Là gì kỳ vậy? Khủng bố quá. Cười. Ôi đi vô đi, đi vô đi con. Ôi ôi cô đồng. Vô đi, cái quần trời ơi, thôi cái này mà mấy người đi bắt ba bắt cô đồng bán á, gặp cái này họ hốt mê lắm nè. Đúng rồi, được cô đồng nhỏ này cân nó ký cô đồng nhẹ ký hả? Nhưng mà nhìn nhiều cơ không? Thì họ không gặp chứ họ gặp mà bị dày sao hốt cũng được. Nó chạy bộ nó ở đây để cho mình hốt. Đó. Này không có thiên nắng này canh mà có cái vợ có dí 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 vòng này là bắt đã luôn á. Cũng không có nhiều tay phía sau mình đụng đụng cái nó nhảy xuống dưới rồi. Xuống dưới mà. Mò gì nước nó đóng bò ra mình lum mà phải chi mà nước mà nó vuông lại á là mày mốt mà tới mà gieo rồi bắt đầu tháo nước á nó vuông đã lắm trời. Không biết mọi người có từng thấy cái cảnh mà cô đồng mà nó đeo nhiều như thế này hay không mà quá chừng chứ mình thấy khủng bố quá. Rồi con xem cô đồng. Cậu cu lại đồng đi cho